Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân hai tỉnh Lai Châu và Sơn La tổ chức hội nghị hiệp thương và giải quyết vấn đề liên quan đến địa giới hành chính giữa hai địa phương. Xã Sơn Bình nỗ lực lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với người, Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Lai Châu đã và đang ra sức thi đua, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa Lai Châu phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo thiên tài của cách mạng Việt Nam, người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách nô lệ lầm than bằng con đường cách mạng chuyên chính, vô sản. Cách đây 109 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó mới vừa tròn 21 tuổi, đã lên chiếc tàu mang tên Amiral Latouche Tourainville ra đi tìm đường cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một làng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân tộc, cho đất nước. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rất ngưỡng mộ và kính trọng lòng yêu nước dũng cảm, kiên cường của các bậc tiền bối và sớm nhận ra con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc, mà cần thiết phải có con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Phải ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước độc lập phát triển như thế nào để trở về giúp đồng bào ta, đất nước ta thoát khỏi cảnh áp bức, nô lệ. Nung nấu quyết tâm đi tìm đường cứu nước mới, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi bộ từ Phan Thiết, vượt qua những khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, nhiều khi là đi vì đói, vì mệt, vì khát, để tới Sài Gòn, tìm cơ hội thực hiện ý định cháy bỏng đó. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, trên con tàu Amiral Latouche Tourainville, từ cảng Sài Gòn, tự giới thiệu là Văn Ba, xin làm phụ bếp. Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường. Trong vòng 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, người đã tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới. Bàn chân của người đã từng in dấu trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Đặc biệt, người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở ba nước đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, Anh và Pháp. Với những chuyến đi, người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa bình và thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa. Từ đó, người đã bổ sung được cho mình những kiến thức vô cùng phong phú với một tầm nhìn hết sức rộng lớn và bao quát. Từ đó, người đã rút ra kết luận đó là chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của thời đại mới mà cách mạng tháng 10 mở ra, người xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, khám phá ra chân lý lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Người đã viết, luận cương của Lenin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ,
tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Từ đó, người hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế ba. Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Chỉ thị được thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020 và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Lai Châu. Thưa đồng chí, trong thời gian qua, đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả tỉnh ta đã đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Cái kết quả nổi bật thứ nhất ấy, đó là như vậy là tỉnh ủy đã lãnh đạo và cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị của mình, luôn luôn học tập và làm theo Bác. Trong đó các đồng chí đảng viên là lãnh đạo luôn luôn thể hiện là tấm gương cho mọi tầng lớp nhân dân noi theo. Đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thì luôn luôn thể hiện thái độ và phong cách chuyển đổi lề lối, phong cách làm việc gần dân, sát dân và nắm chắc nhân dân hơn, tập trung giải quyết những vấn đề như vậy là nhân dân có cái tâm tư nguyện vọng. Các đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, nhất là tập trung phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong năm thứ tư này và cũng là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo bứt phá để hoàn thành tốt các cái chỉ tiêu mà đại hội của nhiệm kỳ qua đã đề ra. Việc tổ chức cho học tập trong học sinh sinh viên về học tập và làm theo Bác ở trong các cái đơn vị trường học, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện học tập và làm theo Bác bằng những cái việc hết sức thiết thực. Vấn đề tiếp theo nữa nó là công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong cái 4 năm qua, phải nói là luôn luôn đi đầu trong việc tuyên truyền, đổi mới trong công tác tuyên truyền. Như vậy là chủ yếu là những gương của tập thể cá nhân tiêu biểu, đó là những cái gương sống để tuyên truyền cho mọi người học tập và làm theo. Vâng, thưa đồng chí, vậy thì trong quá trình thực hiện còn gặp phải những cái khó khăn hay hạn chế như thế nào ạ? Nhìn chung ở một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cái gương học tập và làm theo cũng chưa nhiều. Cái thứ hai là cái việc đăng ký cam kết thì nhìn chung là cũng có những cá nhân, rồi có những chi bộ là cũng còn hình thức. Cái thứ ba là cái kết quả như vậy công tác kiểm tra giám sát cũng chưa thực sự sâu sắc, xây dựng chương trình hành động có những cái đơn vị cũng chưa sát với thực tiễn, và bên cạnh đó cũng còn cả một số ít cá nhân cán bộ đảng viên công chức viên chức chưa thực sự là tấm gương, cũng còn có những cái biểu hiện mà như vậy là làm cho nhân dân chưa hài lòng, chưa gần dân, chưa nắm sát dân, và cũng là như vậy đây cũng là một trong cái mà chúng ta cần phải tiếp tục khắc phục. Thưa đồng chí, trong thời gian tới chúng ta cần thực hiện những giải pháp và những cụ thể ra sao để tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị? Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái kế hoạch của tỉnh ủy, trong đó chỉ thị 05 đã nêu rõ. Như vậy là trước hết chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2020 và những chuyên đề của những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2021 là chúng ta sẽ tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05. Vấn đề thứ hai, như bài phát biểu kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thì một trong những cái để thực hiện có hiệu quả về thực hiện chỉ thị 05 trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải thực sự là tấm gương sáng, phải thực sự là những người như vậy là làm tốt cái việc học tập và làm theo Bác, thì như vậy mới có sức lan tỏa. Vấn đề tiếp theo đó là mỗi đảng bộ chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở, phải tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc, những vấn đề mà nhân dân đã và đang đề nghị giải quyết. Có thể là như vậy là những vấn đề đó chúng ta chưa tập trung giải quyết trong cái nhiệm vụ, trong cái thời gian qua, thì đây chính là nguyện, là tâm nguyện, là cái nguyện vọng, là những cái mà nhân dân đang đề nghị. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo số 185, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo ý kiến của các phó thủ tướng và phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau. 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì làm việc và thống nhất với các bộ, cơ quan, công thương, tài chính, tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp và ra soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18 tháng 5 năm 2020. Trong đó lưu ý về thẩm quyền, đơn giản hóa quy trình thủ tục, có chế tài xử lý vi phạm, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện và thể hiện rõ một số nội dung sau. Nhấn mạnh yêu cầu về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Yêu cầu đồng chí, Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tại các bộ, cơ quan, địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Các bộ ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm. Bổ sung các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn xã hội như phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, các hành vi lừa đảo, tội phạm giết người, cướp của, cướp giật, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 20 ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, không thanh tra ngoài kế hoạch trừ trường hợp đặc biệt được giao hoặc có dấu hiệu vi phạm. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển từ tiền kiểm sau hậu kiểm. Rà soát các nội dung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đã được cơ quan thống nhất, đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền và hài hòa với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, thời gian giảm đến quý 4 năm 2020. Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 được hạch toán vào chi phí hợp lý, được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem xét, điều chỉnh phù hợp tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện và khuyến khích các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Chưa xem xét việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân. Xây dựng đề án các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, đón đầu và tận dụng cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư sau đại dịch COVID-19, phát triển hệ sinh thái đối với ngành sản xuất ô tô. Đây là việc làm cấp bách trong giai đoạn này. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng ngay đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố phải chủ động có biện pháp đón các dòng đầu tư mới vào Việt Nam. Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề, ngành hàng nêu cao tinh thần dân tộc, phát huy, tính, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, biến thách thức thành cơ hội, tạo chuẩn giá trị mới, quan tâm đến phục vụ nhu cầu trong nước, mở rộng thị trường, tạo đà phát triển bền vững, bứt phá. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, vận động các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường giám sát thực hiện, phản biện chính sách, kịp thời đóng góp ý kiến cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ Tài chính căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3591 ngày 12 tháng 5 năm 2020, khẩn trương đề xuất trình Quốc hội các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ áp dụng trong năm 2020 theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18 tháng 5 năm 2020 để kịp thời báo cáo Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.
giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 9 tháng 5 năm 2020 để khẩn trương xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết thực hiện. Sáng ngày 18 tháng 5, tại phòng họp số 10 Trung tâm Hội nghị Văn hóa của tỉnh Lai Châu, Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Lai Châu và Sơn La đã tổ chức hội nghị hiệp thương và giải quyết vấn đề liên quan đến địa giới hành chính giữa hai tỉnh. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Nội vụ hai tỉnh, có 10 tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh đã được rà soát, xác định và thống nhất, giữ nguyên theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được lập theo chỉ thị số 364. Các tuyến này nằm trong địa phận giáp danh của ba huyện Than Uyên, Tân Uyên và Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu, với huyện Quỳnh Nhai và Mường La của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, hiện tại còn một tuyến địa giới hành chính giáp danh giữa hai tỉnh có bất cập về địa giới hành chính. Nhân dân sinh sống, canh tác, xen canh, đường địa giới hành chính chưa rõ ràng, là tuyến địa giới hành chính giữa xã Mường Sôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, với xã Ta Sa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Cụ thể, 21 hộ dân của bản Kéo Ca, xã Mường Sôn đang sinh sống, canh tác, sang diện tích khoảng 11.600m2. Trong đó, gồm 2.800m2 đất ở, 2.000m2 đất nương, 6.500m2 đất ruộng và 300m2 đất ao của bản Nong Quài, xã Ta Sa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Sở Nội vụ hai tỉnh đã đề xuất hai phương án để giải quyết dứt điểm, để đảm bảo ổn định canh tác, sản xuất và sinh sống cho người dân. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất giữ nguyên theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được thiết lập theo chỉ thị số 364 của 10 tuyến địa giới hành chính đã được rà soát và xác định. Tại điểm giữa khu vực bản Kéo Ca, xã Mường Sôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và bản Nong Quài, xã Ta Sa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có bất cập về địa giới hành chính, tỉnh Sơn La đề xuất xác định và điều chỉnh địa giới hành chính theo hiện trạng sử dụng đất ở và đất canh tác, sản xuất, tập trung của nhân dân bản Kéo Ca, xã Mường Sôn, huyện Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, do trình tự và thủ tục điều chỉnh lại địa giới hành chính rất phức tạp, nên tỉnh Lai Châu đề xuất ưu tiên phương án giữ nguyên hiện trạng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các phần đất hợp pháp của các hộ dân để đảm bảo ổn định canh tác, sản xuất và sinh sống của nhân dân. Chi đoàn phòng 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phối hợp cùng với Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức chương trình tình nguyện tri ân, thiện nguyện, chung tay giúp sức các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh trên địa bàn xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Trong chuyến thiện nguyện lần này, đoàn đã trao tặng 42 suất quà cho 42 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, các phần quà bao gồm vở viết, sữa, các nhu yếu phẩm cần thiết cũng đã được đoàn trao tặng cho điểm trường tiểu học và mầm non bản Nậm Tiến 1. Tổng số quà tặng trong chương trình có trị giá hơn 80 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trong việc chung tay chia sẻ với đồng bào vùng khó khăn. Nhằm giúp cho học sinh có thêm những kiến thức để đảm bảo an toàn cho bản thân vào mùa mưa lũ, thời gian vừa qua, ngành giáo dục của huyện Phong Thổ đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phù hợp với từng cấp học, qua đó đã góp phần nâng cao kiến thức cho các em học sinh trong việc nhận biết và xử lý tình huống khi xảy ra mưa lũ thiên tai. Cũng như nhiều ngôi trường vùng cao khác trên địa bàn huyện Phong Thổ, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Mù Sang cũng nằm trên địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ và thiên tai. Chính vì vậy, những tiết học ngoại khóa với những giáo cụ trực quan về mưa lũ đã được nhà trường thực hiện nhiều năm nay. Qua những hình ảnh thực tế, các em đã có thêm những kiến thức để nhận biết phòng tránh mỗi khi mùa mưa bão tới. Trong thời gian vừa qua thì có cái sự ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn huyện Phong Thổ nói chung và cái địa bàn xã Mù Sang nơi mà chúng tôi đang công tác ở đây nói riêng, thì qua cái sự ảnh hưởng đó của thời tiết, của thiên nhiên, thì với chúng tôi đã dùng những cái hình ảnh, những cái biện pháp trực quan để tuyên truyền, vận động các em trong cái thời gian mưa lũ để tránh được cái thiệt hại về người, về của khi mà có mưa lũ xảy ra.
Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Phong Thổ đang có tổng số 51 trường với trên 21.000 học sinh ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Là một huyện miền núi, chính vì vậy Phong Thổ cũng là nơi thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề mỗi khi mùa mưa bão tới. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, ngành đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên cách nhận biết, cập nhật dự báo thời tiết để có phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Qua đó thì 100% các nhà trường đã lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong các tiết học ngoại khóa. Tại bậc học mầm non và tiểu học, nội dung tập trung vào nhận biết và lưu ý khi có thiên tai xảy ra. Còn đối với bậc học trung học thì bên cạnh các biện pháp phòng tránh thì các em cũng được bổ sung các kiến thức về sơ cứu để có thể xử lý tình huống nếu xảy ra tai nạn. Qua đó các hoạt động ngoại khóa này đã giúp cho học sinh cập nhật kiến thức, đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra. Đối với cái công tác mà tuyên truyền cho các con về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như là phòng chống bão lũ của các đơn vị trường học thì hàng năm cứ đầu thời điểm sau khi mà ra Tết là chúng tôi cũng có văn bản hướng dẫn đối với các trường về công tác tuyên truyền, hướng dẫn đối với học sinh. Đối với trẻ mầm non và đối với trẻ tiểu học thì chủ yếu là thiên về công tác tuyên truyền. Còn đối với bậc học trung học cơ sở thì chúng tôi ngoài công tác tuyên truyền thì chúng tôi có thể là phối hợp với trạm y tế xã trên địa bàn là hướng dẫn thêm các con về sơ cứu cái giai đoạn ban đầu trước khi mà chuyển sang các cơ sở y tế để điều trị ở cái giai đoạn tiếp theo. Những diễn biến phức tạp của thời tiết, các hình thái thời tiết cực đoan như lũ ống, lũ quét, lở đất có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương nào trong tỉnh. Chính vì vậy, thời gian tới bên cạnh các biện pháp tuyên truyền thì các trường học chủ động giải pháp che chắn, bảo vệ cơ sở vật chất, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh khi mưa lũ xảy ra. Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là yếu tố quan trọng để giảm thiểu những rườm rà, chồng chéo về thủ tục cho người dân. Thời gian vừa qua, bộ phận một cửa xã Tà Mít, huyện Tân Uyên đã tập trung thực hiện tốt các khâu tại bộ phận một cửa nhằm phục vụ người dân đến làm thủ tục một cách tốt nhất. Để thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên đã áp dụng việc quản lý văn bản, tài liệu bằng sử dụng Internet và quản lý công việc trên hệ thống thư điện tử từ huyện đến các xã, tránh được việc thất lạc và dễ dàng tìm, sử dụng khi cần. Xã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã tại bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, dễ theo dõi, nắm bắt thông tin khi đến giao dịch và nhất là đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cùng với đó là cử cán bộ công chức xã tham gia các lớp tập huấn đào tạo và các hội thi về cải cách hành chính do huyện, tỉnh tổ chức để giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ thuộc bộ phận một cửa rà soát các văn bản, thông tư, nghị định mới liên quan đến chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận để cập nhật và thi hành đúng quy định. Phân công vị trí việc làm theo đúng ngành học, đúng chuyên môn và tránh chồng chéo nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc. Cái bộ phận một cửa thì các cái thủ tục đến và đi tiếp nhận và trả kết quả thì đối với xã chúng tôi là cũng ít dân nên là không thể có tình trạng là để người dân phải chờ đợi lâu. Chúng tôi xử lý văn bản nhanh để cho người dân có cái thời gian để còn đi làm việc khác cũng như là được sự hài lòng của người dân, tin tưởng người dân thì chúng tôi làm gì, vận động tuyên truyền cái nội dung gì thì người dân sẽ nghe theo. Thứ hai là về các cái thủ tục nếu xảy ra vấn đề gì thì bộ phận một cửa mà giải thích người dân chưa thấu đáo thì chúng tôi là chủ tịch và phó tịch, chúng tôi là người trực tiếp giải quyết. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư được chỉ đạo kịp thời, công tác tuyên truyền pháp luật tập trung triển khai thực hiện. Nhờ đó, trong năm 2019, bộ phận một cửa đã tiếp nhận và chứng thực hơn 1.000 thủ tục hành chính, trong đó đăng ký giấy khai sinh 24 người, cấp thẻ bảo hiểm mới cho 30 trẻ em dưới 6 tuổi. Các thủ tục giấy tờ hành chính được thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, người dân tin tưởng và hài lòng. Hôm nay tôi làm giấy khai sinh cho con, thấy các anh chị làm rất là nhiệt tình. Tôi cũng rất là cảm ơn các anh chị phòng một cửa. Thời gian tới, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc, giao dịch thuận tiện, xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đã tập trung nhiều nguồn lực và đưa ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế. Cùng với công tác tuyên truyền, xã còn vận động người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trước đây, gia đình anh Trang A Phu, bản Chu Va Tám, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường là hộ nghèo của xã. Năm 2010, anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đường cho vay 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, anh Phua đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm. Quay vòng được vốn, anh tiếp tục học thêm nghề sửa chữa xe máy và trồng hoa lan. Từng là hộ nghèo mà tới nay, gia đình anh đã là hộ khá giả trong bản. Bây giờ mình đầu tư hoa lan, trong vườn mình cũng không có nhiều và là có tí phi điệp này. Các thứ này cả nhiều loại kiền cả các thứ nhiều loại, nhưng mà mùa đạt tư dần này, mùa đạt tư dần thì là thóc cũng trồng này, là ngô cả cây thảo quả mình cũng trồng. Bây giờ mình nghe nhà nước hướng dẫn cho mình nuôi gà nuôi lợn này, trồng hoa này, nhà gà mình làm ngô thảo quả này, làm ruộng này, cái gì cũng cố gắng mình cũng đạo ý kiến từ cho bà con mới được ăn, mới đầy đủ. Bây giờ càng ngày càng đầy đủ, càng ngày càng phát triển. Trong thời gian qua, với nỗ lực giảm nghèo trên địa bàn xã, mục tiêu giảm hộ nghèo mỗi năm xuống 4-5%, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện việc cho vay vốn để phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm. Đến nay, toàn xã đã có 4 tổ chức vay vốn ủy thác là Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên với số tiền vay là trên 24 tỷ đồng. Mặt khác, một trong những cách làm hiệu quả đó là chính quyền xã thường xuyên mở các đợt kiểm tra rà soát tỷ lệ hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói ở từng hộ, từ đó chọn ra phương án giúp người dân thoát nghèo. Cùng với đó, cấp ủy đảng chính quyền xã cũng đã thường xuyên tuyên truyền đến người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện trồng các loại cây giống mới có năng suất và hiệu quả kinh tế hơn. Đặc biệt là chuyển đổi các diện tích đất một vụ sang thâm canh các giống cây chịu hạn tốt như mía và rong giềng. Trong cái công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong cái năm 2020, chúng tôi đang thực hiện gấp rút theo cái nghị quyết của cái nhiệm kỳ năm 2015-20. Thì cái tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi là so với tại thời điểm bây giờ vẫn còn là khá là cao. Thế mà tuy nhiên so với cái cùng kỳ đầu nhiệm kỳ cũng đã giảm cơ bản gần được 50%. Hiện tại tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi là trên hơn 31%. Thế nhưng mà với các nội dung này thì cơ bản chủ yếu của xã Sơn Bình là bà con canh tác chủ yếu là thuần nông, dựa vào cây lúa, nhưng mà diện tích ở trên này là chủ yếu lại phụ thuộc vào rất nhiều trong cái yếu tố thời tiết, chủ yếu là ruộng một vụ. Thế từ đó nên là chúng tôi cũng mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích để cho nó phù hợp với từng điều kiện canh tác của từng vùng, như là chuyển đổi một số diện tích trồng mía vào cái diện tích mà khô hạn và trồng cây rong giềng, rồi là chuyển đổi trồng cây ngô. Từ sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo của các hộ dân trên địa bàn xã Sơn Bình và sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, có thể thấy cái được lớn nhất trong công tác xóa đói giảm nghèo ở đây không chỉ là nâng cao đời sống vật chất cho người nghèo, mà còn làm thay đổi nhận thức và tư duy sản xuất của bà con.